Xin kính chào cô chú anh chị và quý vị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Và ngày hôm nay Vương đang đứng một cái khu vườn rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị biết được cái khu vườn này là của ai hay không? Và có một chú chó này rất là đáng thương luôn. Và dễ thương ghê chưa cô chú anh chị? Và Vương ra là nó mừng nó không sủa luôn nha. Thì cái khu vườn này là của một ông lão sống trong một cái ngôi nhà hon. Thường ngày thì anh em của Vương và tất cả mọi người đều kêu ông là ông Bảy. Thì ông Bảy trồng một cái khu vườn này rất là đẹp. Và xung quanh đây này có dừa, có đu đủ, có tất cả mọi thứ cây ăn trái. Và không biết có ông Bảy ở nhà hay không. Và bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành hết cái video này với Vương nha. Trời ơi, đây nè. Và có chú chó là cục đuôi nha. Và màu trắng và rất là dễ thương và đáng yêu luôn. Wow, có sừng hươu nữa này. À này, cái cây không phải là sừng hươu. Hello. Hello ông Bảy ơi. Đang ngủ hả ông Bảy? Là sao ông Bảy? Ông Bảy mệt hả? Để bận áo hả? Dạ, ông Bảy bận áo đi. Trời ơi, để cho ông Bảy bận áo rồi ra ngồi nói chuyện tí xíu. Lâu rồi dạ. Gặp dữ nha. Dạ. Dạo này ông Bảy khỏe không? Dạ, cũng như khỏe. Rồi, ông Bảy lại lấy cái áo truyền huyết ra nữa rồi cô chú anh chị. Áo này áo lao động, không có dạ. Bỏ được. Áo này là áo truyền huyết luôn này. Ừ. Oh. Áo lao động, bận mấy năm rồi. Bận mấy năm luôn rồi ông Bảy ha? Dạ. Bận phát ở sau đường gầy rửa nó gấp te tu hết trơn. Dạ. Rồi, đi ra này con đây, đi ông Bảy. Đi. Lâu gặp dữ nha. Dạ. Nghe nói vợ con đồ ngồi đâu? Ngồi đây đi. Đây đi. Ngồi đây cho nó mát đi. Sao mà vợ con cứu rồi chưa? Dạ con cứu rồi. Trời ơi vậy hả? Con cứu rồi tháng 1. Tháng 1 đây này là vợ con sanh. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, nó vô giống như là con với nó thân thiết lắm vậy á. Nó con này kỳ lắm, nó dạ. Cũng mến hết trơn, nó vô đây, con có mua chai nước này không Bảy? Trời ơi. Revive uống cho nó mát. Revive tài trợ chương trình này. nói cái tiếng này, có tài trợ gì đâu hả? Uống cho mát tại vì con mới vừa đi ngang qua đây ghé vô thăm ông Bảy. Tháng này uống nước mát bị nắng quá trời nắng rồi. Sao con? Trời ơi. Ừ? Đuổi nó đi đi con ơi, nó giỡn với con bực mình lắm. Giỡn nhầy à. Giỡn thôi, đi vô khác này, nói chuyện này. Giống như là nó mừng, giống như là đã biết trước được lâu lắm rồi của chúng chị và quý vị. Rồi dạo này ông Bảy khỏe không? Thì cũng vậy, cũng khỏe. Mà năm nay cũng yếu quá con, dò khẳng khó giúp quá trời. Rồi mấy bữa gài tao đâu có đi lượm dây mũ. Gió quá không có đi được. Dạ. Gió quá đi sợ té. Dạ. Rồi ra ở nhà rồi ban bậy mấy cái gò đất đó. Dạ. Vậy. Là ban gò đất. Rồi cái sức khỏe của ông Bảy hiện tại giờ là yếu quá rồi hả? Yếu chứ. Rồi dự đoán về quê chưa? Trời ơi, về quê phải có tiền mới được con ơi. À có tiền mới về hả? Đi xe rồi về con cháu nó. Nhưng mà ông Bảy muốn về quê chưa? Chưa. Hay là còn ở lại đây? Tính là còn ở lại ra ngoài ngày hết vậy. Dạ. Bị bây giờ còn gần đám giỗ bà già rồi. Bà già chết 29 hết. Dạ. Thôi không có tiền bây giờ để gán ra ngoài ngày hả gì con ơi. Dạ. Vậy đó. Cứ ở đây ăn Tết ở đây luôn. Ăn Tết đây rồi dưới đám giỗ bà già. Dạ. Rồi ra ngoài ngày hả. Rồi tính ha. Về. Dạ. Nếu mà ông Bảy về mà về luôn nha. Về luôn á thì con sẽ hỗ trợ ông Bảy về. Dạ. Chừng nào ông Bảy mà về luôn á thì con hỗ trợ ông Bảy về. Về phải đi lên. Đi ra đây lại hả? Lên. Đi ra lại thì con không có đủ kinh phí mà con lo cho ông Bảy. Biết rồi. Dạ. Thế đâu phải về
Nếu mà ông Bảy mà về là y như là về ở với con cháu luôn á thì con hỗ trợ cho ông Bảy đi về nhà luôn. Biết rồi. Dạ. Bị gì vậy nè? Ông Bảy nói cho con nghe vậy. Dạ. Ông Bảy sống từ đó, từ hồi 10 tuổi tới bây giờ 90 rồi. Rồi sống mình nên rồi quen coi. Rồi bây giờ về con cháu đâu phải nó khá giả gì đâu. Dạ. Nó cũng nghèo. Rồi bây giờ nó đi mần công nhân không? Dạ. Rồi về đây rồi cháu cố cháu này kia kia nọ rồi nó bực bội bội. Rồi thôi mình ở trên này lý luận bậy bạ chai ngủ. Dạ. Kiếm ăn nó vui cũng được con ơi. Dạ thì đó thì con mới nói là ông Bảy á thì ở ở đây á thì tụi con thì lâu ngày á thì tới ghé tới thăm ông Bảy. Ừ. Mà ý của con nói á chừng nào mà ông Bảy không còn cái sức khỏe nữa và ông Bảy muốn về con cháu luôn ở luôn á thì cứ alo con rồi con tới đây con hỗ trợ con giúp cho ông Bảy về quê luôn. Dạ con nói thì cảm ơn con. Dạ nhiều. Còn ông Bảy ở đây thì ông Bảy cứ ở đây không sao cả, nhưng mà dạ. Trình bày tự giờ vậy đó. Bây giờ ông Bảy ở mình ấy rồi quen với hơn nữa con cháu bây giờ nó cũng nghèo rồi về nó thêm miệng ăn của nó đó. Dạ. Rồi nó cũng này kia cũng khổ rồi thôi bây giờ ông Bảy ở đây cũng được. Dạ. Nó cũng tạm sống ở đây kiếm bậy ba chai mũ này kia nửa tháng kiếm được 100 ngàn. Dạ. Mua 5 kg gạo ông Bảy sống qua ngày với cô bác ở đây nói nào ngay cũng thương ông Bảy lắm. Dạ. Rồi lâu lâu cho cá cho này kia ăn cũng tận sống được. Dạ. Như vậy đó. Như vậy đó, ông Bảy cũng trình. Dạ. Bày với là mấy bữa giờ là người ta cũng mang cá qua cho ông Bảy hả? Ừ, người ta cũng có cho này cái nọ ăn. Dạ, gì cũng đỡ. Cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị ở Cà Ná thì cũng giúp cho ông Bảy có cái miếng ăn, tại vì ông Bảy là từ miền Tây, là một nơi rất là xa luôn á cô chú anh chị và quý vị. Thì ông Bảy vào đây mà ông Bảy để sống, gọi là kiếm một cái cuộc sống yên tĩnh, thoải mái để ông Bảy sống vì cái đam mê. Nhưng mà ông Bảy sử dụng cái mô hình như thế nào mà làm một cái con đường và làm một cái khu vườn đẹp dữ ông Bảy? Trời ơi! Ý tưởng ở đâu ra? Thì ông Bảy bị ông Bảy nói con nghe. Dạ. Đất này trước kia lùm bụi không à. Dạ. Nhà quan này lùm bụi không à. Rồi bây giờ ông Bảy vô đây ở, nói nào ngay cũng phải làm cho sạch sẽ nha, nặng cho đi ra đi vô con cháu rồi, hoặc là cô bác ở địa phương này vô chơi cũng sạch sẽ nha. Dạ. Rồi ông Bảy ở vậy đó, rồi chừng nào có chủ đất hay là ai là nhận ngôi nhà là của người ta thì ông Bảy xin chút đỉnh tiền 200-300 rồi ông Bảy lên xe hoặc là ở chỗ khác cũng tiếp tục đi lụm giống nhựa nữa. Dạ. Vậy không thôi. Mà ý con nói là ông Bảy mà suy nghĩ cái mô hình nào á mà cái vườn của ông Bảy giống như là cái khu vực này giống như là biệt thự vậy á, gọi là villa hay không? Nói chung là cái khu vườn ông Bảy làm là đẹp. Ý của con nói là ông Bảy làm đẹp dữ vậy là ý tưởng của ông Bảy ở đâu á? Biết. Ông Bảy nghĩ là làm cho sạch sẽ. Dạ. Rồi đường đi vô đó ông Bảy cũng làm. Dạ. Làm vô vậy vậy thì tưởng tượng trong đầu óc của mình nói ngay đầu óc ông Bảy không phải là thợ. Làm đại gì thôi. Ôi vườn thấy giống như là một cái villa luôn không vậy? Cái này nói với Dương là ông Bảy coi xây tầm 7 rồi bà ấy. Đây tầm 7, tầm 3 rồi ông, mà còn thấy đẹp ông Bảy. Cái này kêu mà xây tầm 7 rồi bà. Dạ. Rồi ngày hôm nay rồi ông Bảy canh trưa rồi ông Bảy ăn cái gì? Ngày hôm qua mới bán nhôm nhựa nhựa kia. Vậy hả? Được mấy triệu? 50 ngàn à. 50 ngàn à hả? Rồi con tưởng được mấy triệu luôn chứ. Mấy triệu đó. Ba cái giờ quỷ
có mấy triệu đâu. Dạ. Bán được 50 ngàn. Rồi mới đi chợ nghiệm qua. Dạ. Bán nghiệm kia. Rồi dạ. Mới đi chợ nghiệm qua. Mua dạ. 50 ngàn bạc thịt. Dạ. Rồi về ăn đó. Dạ. Rồi về. Là cái thịt đó là mình mua. Ừ, mua. Người ta không cho mình. Coi chứ lâu lâu con lâu lâu người ta cho thôi. Dạ. Chứ đâu phải là cho hoài cũng hết. Dạ. Rồi mấy bữa giờ cái cuộc sống của ông Bảy á, rồi cuộc sống ở đây rồi có ổn định không, có vất vả gì nữa không? Thì cuộc sống ông Bảy cũng ổn định, cũng đi lượm chai mũ bữa nào không gió đi, mấy bữa dài ông Bảy cũng đi. Dạ. Rồi thì cuộc sống ông Bảy vậy à, kiếm ngày hai bữa cơm thì khỏe vậy. Dạ. Với hơn nữa cô bác ở vùng này cũng cho này kia kia nọ gạo này kia nha, chùa yeah. cho yeah. với cô bác ở địa phương này cho yeah. gạo rồi ông Bảy ăn thì cuộc sống ông Bảy mà phần không có thấy gì nữa thì sống cũng thoải mái yeah. cũng được yeah. vậy. Vậy là cuộc sống của mình cũng vẫn ổn định đúng không Bảy? Ổn định, ổn định là vui rồi. Vui. Dạ. Hiểu có chứ. Dạ. Mình không có bận rộn gì mà đói khát hoặc là thiếu nợ thiếu nần ai. Dạ. Rồi rồi mấy bữa giờ là có mấy cái cây mà gì bí chanh bí dây gì đó. Trời ơi, bí nào? Rồi có bán không? Có bán được gửi con nhỏ Quốc Dương này nè, cái quán có hai cây bàn lẫn đó. Nó quán lẫn nó bán từ đầu mùa tới cuối mùa được 600 ngàn. Ôi ôi, được 600 ngàn luôn. Wow. Rồi nó cũng còn trái. Dạ. Mà ông Bảy thấy nó bịt quá mà cỏ không được, để mình bằng cho sạch sẽ mình vui sưng nha. Rồi dạ. Ông Bảy cuộn dây hết. Dạ. Rồi ông Bảy tính trồng lại không? Không, không trồng nữa con ơi. Rồi tính trồng cái gì nữa? Không đó, để năm tới mùa mưa mới trồng được. Còn tháng này nó vô vô vụ nắng với gió rồi. Nắng gió là mình trồng không được, chỉ là ăn nước trời thôi. Dạ. Lúa đậu. Nước mưa. Dạ. Nói chung là ông Bảy ở đây là nếu mà tới cái cây á thì ông Bảy đi xin nước về múc nước. Nhưng mà ở đây có nước máy, nhưng mà ông Bảy cũng tiết kiệm nước á, sợ không có tiền mà trả tiền nước á của chú anh chị. Là thứ nhất, thứ hai là ở đây là ông Bảy chỉ là dùng nước trời là khi mùa mưa là trồng xuống mà thu hoạch được kiếm gì 700 ngàn không Bảy? Trời ơi, ngon nha. Lúc đó là 700 ngàn là đã vô mánh luôn không Bảy không? Dạ. Mừng chứ, mình kiếp nghèo rồi. Kiếm 700 ngàn khó khăn lắm con ơi. Dạ. Như mấy mấy đứa con kiếm đồng tiền dễ cho ông Bảy kiếm khó khăn á. Đâu còn kiếm cũng vất vả lắm chứ ông Bảy. Đi lượm chai mũ rồi đi bán ba bí đao lặt vặt. Dạ. Khó khăn lắm mẹ. Cuộc sống ông Bảy kiếm đồng tiền cũng khó khăn á. Nhưng mà vui, vui. Kiếm được bao nhiêu tiền chứ mừng chết bà chứ. Dạ. Không mừng nữa được. Rồi ông Bảy, con thấy rau ria đồ dài dữ vậy ông Bảy, xong cạo bớt đi. Thôi kệ mẹ đâu con ơi. Bây giờ già cả rồi, chứ dữ gì nữa. Tụi bay còn trẻ, hai đứa bay còn trẻ, còn lo trang điểm rồi thân thể rồi tao đâu, kệ mẹ. Ông Bảy dòng con này già rồi này, tóc dạ. bạc luôn rồi nè. Ừ, sao? Thấy không? Ngộ ha. Râu con ừ. con cũng dài rồi này. Kệ mẹ nó coi. Kệ luôn ha. Mình làm như sống dân vui dân. Là được rồi đúng không Bảy? Ừ. Mình làm như dân mà cuộc sống vất vả rồi nha. Dạ. Kệ mẹ. Kệ ha, mình sống gì cho nó thoải mái đúng không Bảy? Ừ. Rồi chú chó này dễ thương nè. Con này nó lên nó nằm cái chân con luôn nè. Người ta cho đó. Người ta cho ông Bảy hả? Ừ. Kệ mình sống gì cho nó vui. Mà hồi đó nó cho có chút à. Dạ. Cái này nó bự kiểm đó đó. Dạ. Trời ơi. Mà không có lợi. Sao mày đi lâu lâu dữ vậy? Con mấy bữa giờ con đi công việc á nhiều. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. Công việc lâu nhiều. Lâu dữ rồi chứ. Rồi gia đình rồi vợ con tùm lum tùm lum. Trời ơi, phải dạ. rồi.
đi bây giờ vợ sắp sanh còn lo thấy mồ nữa chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Dạ. Mà bây giờ hàng chi mấy tháng à, 4 5 tháng rồi đó, Dạ. hai đứa bay mấy lợi tao đó. Dạ. Rồi bây giờ có ví dụ mà thời gian nào có đi ngang hoặc có dịp nào đó Dạ. ghé thăm tao rồi Dạ. tao cảm ơn lắm rồi Dạ. mày Nhưng với mà ông Bảy cũng phải ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Đâu mày. vô thám kiểm tra thử dạo này ông Bảy ăn cái gì cho con xem tí nha ông Bảy. Trong ấy Đây, đây là cái khung gian bếp của ông Bảy này cô chú anh chị và quý vị. khu gia nghèo đó Đây. Wow, ủa cái nước gì đây ông Bảy? ở bà nước trà À nước trà hả? nước trà Và đây là son cơm này của chú anh chị, còn có tí xíu cơm thôi. Và đây, đây là thịt kho này của chú anh chị và quý vị. Thịt kho ông Bảy ông nấu ăn. Thì vậy là cuộc sống Bảy thì trà thì nấu đây, rồi thịt kho và cơm. Thôi cô chú anh chị, thì nói chung là củi thì ông đó. Bảy cũng thu gom rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi mấy bữa giờ là bây giờ hiện tại giờ là ông Bảy đang làm cái gì? Làm gì thì bây giờ mấy bữa gài gió quá ông Bảy không có đi lượm trái mũ được Không, ý là hồi nãy là ông Bảy nói là ông Bảy cuốc cái gì đó. cuốc cái bờ đê đó, bờ đê cao đó, con dòm thấy đất đó. Cái bờ bự vậy mà ông Bảy cuốc Tao cuốc từ ở đây vô tới vậy đẳng hả? luôn chứ. Đi đi dạo ra ngoài đây coi thử đi ông Bảy đi. Trời Đó. ơi, là ông Bảy cuốc ngoài đây này cô chú anh chị và quý vị. Đó, tao Trời ơi, cuốc đây này, cái dấu dấu ban ra này cô chú anh chị và từ quý vị đó. Tao cuốc từ ở đó. giống như là một cái gọi là đô la luôn á, ngôi nhà đô la, Vui là villa villa họ là ông cái Bảy. này nói với hai con biết là đó xe đất nó móc nó thảy lên đây đó. Dạ Nó móc dưới cái đường mương đó, dạ nó móc dài tới đẳng ông Bảy làm dài luôn tới đây, nó móc có thảy gò đất vậy đó. dạ rồi bây giờ làm Bảy ben ra hết, làm bằng luôn. Làm bằng coi cho nó được được chứ. Và đây này, một cái sân vườn rất là đẹp luôn. Đó, chừng nào con sở hữu được một cái sân vườn giống gì ta? Ai biết gì đâu con chứ tao cũng đâu biết, Và đây này. mà theo mà cái này cũng của người ta chứ không phải ông Bảy, của ông Bảy làm Dạ. gì có tiền sang hỏi Wow. con ơi. Có mấy cây đu đủ có trái vô không Bảy? Có trái đầy hả? Đâu vườn qua vườn coi thử coi. Qua hai đứa qua quay thử coi trái Trời đầy. ơi. Đây là cái vườn hộp đó là ông Bảy trồng bí bí đao bí chanh đồ đó, là ở đây rất là nhiều luôn, nhưng mà giờ là không không trồng nữa tại nó đã khô rồi. Wow, đu đủ này cô chú anh chị và quý vị. Có trái chín này ông Bảy. Đây, có con trái chín này. Tí xíu thôi. Những cái trái đu đủ này nó thiếu nước đó cô chú anh chị và quý vị. Mình hái vô luôn để cho ông Bảy nấu canh. Mà điều trái nhỏ quá con ơi. Dạ. Đất bị đất nó xấu đó. Dạ. Trời ơi, chín hình trái hả? Con trái ông Bảy. Thôi kệ nhỏ quá. Cái này Mình vô nấu canh hoặc là ăn sống tráng miệng. nhỏ quá trời Dạ. làm như đất xấu quá nha con. Mà ông Bảy làm sao mà cái cây đu đủ này mà nó được bốn nhánh dữ vậy ông Bảy? Trời ơi, ta là năm ngoái tao trồng năm ngoái rồi gió nó thổi cái gãy ngang cái đọt đi con ơi. Gãy ngang rồi nó phóng lên bốn chia đó. Dạ. Cái này là nó lên bốn 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 đọt luôn cô chú anh chị. 1 2 3 4 và đọt nào cũng có trái mà đọt này không có trái này. Đọt này là không có trái, đọt này là nó bớt rồi này. Cái này là chắc là nó thiếu nước không Bảy ha? Với hơn nữa đất không có tốt. Dạ. Mà dưới cái cây kia cũng có trái thấy không? Dạ, cây này cũng có trái này. Cây này thì được 3 đọt. Người ta nói một câu là một cây làm chẳng lên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao này cô chú anh chị. Đúng không Bảy? Đúng rồi. Dạ. Đó, Đúng rồi rồi. hộp đó đây là có mấy cái gò nữa ông Bảy ban ra hết luôn. Tao ban hết rồi. Ban hết luôn, làm lần 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 ra làm hết luôn cô chú anh chị và quý vị. Kệ làm cho nó sạch sẽ con ơi.
Dạ. Thôi bạn, làm rồi cũng phải ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha Bảy nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ, mình làm mệt là mình nghỉ, đừng có ráng. Ủa còn mấy cái xuông này là xuông gì không Bảy? Hả? Mấy cái xuông này nãy cái xuông gì đây? Trời ơi, xuông dê đó. Xuông dê hả? Ờ, hồi đó nhà quan ở đây là rồi mấy thằng đi bụi rời đó. Dạ. Nó bắt dê của người ta nó ăn rồi xương nó bỏ. Là xương nó bỏ ở đây luôn. Ừ, ở đây này cô chú chị, mấy cái xương dê quá trời luôn này. Xương dê nó ăn. À, thế hồi đó nhà quan này kẻ vô người ra dữ lắm con. Dạ. Con hưởng là xương gì không à? Ừ, xương dê đó. Dạ. Nó ăn rồi nó bỏ. Trời nó ơi. Ăn nó bỏ cái đầu nữa. Ừ. Chó nó rồi ăn. Dự đoán là mấy cây dừa này chừng nào mình có trái ăn ông Bảy? Trời ơi, ông Bảy cũng đâu không nói được, biết chừng nào con. À, chừng nào nó ra là mình ăn thôi. Ừ. Còn đất chưa ra là mình không ăn. Đất nó xấu lắm. Dạ. Đất nó xấu, cây trái. Và có những cái cây cây dừa đây này là đã phát triển lớn lên này. Học đó là ông Bảy là trồng tí như gì thôi. Tí xíu như gì thôi này cô chú anh chị và quý vị. Và cái mô hình này này. Mình đứng đây này, mình đứng ngay chỗ đây này là dòm thấy rất là đẹp luôn. Đây. Phong cảnh là rất là đẹp luôn nha. Ví dụ mà mình đứng mà mình chụp cảnh selfie là không thể tả nổi luôn chú anh chị, và rất là đẹp luôn. Và đây này, có cổng này. Nói chung là làm cái cầu của chú anh chị mà bằng những cái ống nhựa. Nhưng mà những cái ống nhựa này á là ông Bảy đi đi nhặt ve chai và kéo về, và ông Bảy làm những cái phong cảnh theo cái suy nghĩ của ông Bảy. Ông Bảy có một cái phong phú rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị và quý vị. Và chú chó này nãy giờ là cứ đi theo Vuông cứ giỡn hoài luôn cô chú anh chị và quý vị. Nó giỡn gì dữ lắm. Dạ. Hả? Là bây giờ là nhà mình đâu có còn đi múc nước nữa đâu đúng không Bảy? Ờ, khỏe rồi. Dạ, mình trời có nước máy rồi, khỏe rồi đúng không? Lúc trước chết giả, chết bà rồi. Dạ, hộp đó là khổ quá luôn đúng không Bảy? Khổ. Lượm dạ. Chai mũ vừa đi xin hai bình nước nấu cơm với dạ. Tắm nữa, giấc giả, chết bà luôn. Dạ. Đi. Nói chung là hộp đó là Vương thấy... ông Bảy á, sống lẻ loi một mình. Và cuộc sống của ông Bảy á, là hàng ngày á, là phải rinh một cái can nước. Mà cái can nước thì nó cũng bự gọi đây này. Như cái can đó là được 5 lít không Bảy ha? 5 lít. 5 lít. Mà sức lực của ông Bảy mà đi từ đây mà tới như chỗ xách nước á, cũng là một đoạn khá là xa. Cũng mấy trăm mét. Đó. Thì mấy trăm mét mà đi cũng rất là xa luôn. Đối với ông Bảy là đi là mình thấy rất là tội nghiệp luôn. Và xô nước để phía bên đây này nguyên một hàng luôn. Thì Vương cũng mới giúp ông Bảy, mà mình nói thật, mình ở xa quá, lâu lâu một lần thôi, mình không có tới nhiều. Tại vì cái cuộc sống của Vương á là Vương còn đi công việc giúp đỡ bà con khác nữa, không phải là mình chỉ có công việc này đâu. Mình đi rất là nhiều nơi, nhiều hướng. Mà mình thấy ông Bảy đứng ở đây thì rất là khổ. Nhưng mà bây giờ thì Vương cũng thấy rất là vui. Vui một điều là ông Bảy không có lo về cái nước ăn, nước uống, rồi cuộc sống nữa. Chỉ là kiếm những cái cuộc sống sinh nhai bây giờ thôi. Ví dụ là gạo, cá, mắm này kia nọ thôi đúng không Bảy? Ừ. Là vậy đó. Dạ. Ủa tay bị gì vậy? Thôi mà bữa hổm mà trúng cái cây. Vậy hả? Trời ơi, làm cái thẹo bự luôn kìa. Ngay tay luôn cô chú anh chị và quý vị. Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Lâu chưa? Nó cũng lâu, tận lễ nay. Dạ. Rồi ông Bảy đi lượm chai mũ rồi kìa. Rửa nước biển đó. Sao nó mau lành hết biết nha. Ngộ lắm. Dạ. Dạ đúng rồi, nước biển là nó sát khuẩn không Bảy? Phải rồi, hay quá à. Dạ. Đứt giò, đứt tay rồi rửa nước biển cái nó không có làm mũ. Nó lẹ lành nữa. Dạ. Lẹ lắm. Thì nước biển là nó sát khuẩn là nó lẹ lắm. Phải. Ví dụ mà ai mà lỡ hoặc là ghẻ rồi đó. Là xuống tắm biển là xuống biển là thấy là nó rát rát đã đúng không Bảy? Nước biển cũng là
người ta làm muối, rồi người ta làm nước mắm, dạ, lương thực cho cũng mình ăn được đó chứ. Dạ. Rồi lương thực nói chung là mình cũng vẫn sử dụng nước biển được nhiều. Được. Dạ. Rồi giờ này là ông Bảy ngủ trưa là dậy luôn hay là làm sao? Hay là mới ngủ à? Rồi chiều cái đi lang thang vòng vòng nữa này kia chơi chút vậy. Rồi cái tối 5-6 giờ cái vô mùng vậy. Thành ra vậy. Cứ là cuộc sống mà là 5-6 giờ là mình vô nhà đóng cửa ngủ. Rồi sáng thì mình dậy ra thôi. Vô vậy chứ đâu có ngủ được. Dạ. Chừng 8-9 giờ mới ngủ được con ơi. Dạ. Có bữa cũng thức ấy. Bị giác đó đâu có thấy được mà ở ngoài. Dạ. Vô trong. Như là hồi bữa là ở cái thành ở ngoài á, hình như là xe nó tung vô hay sao con Bảy, con thấy nguyên một hàng dài luôn á. Không biết cái đó, tụi nó không biết. Không biết hả? Nãy là cái lan can mà mình thấy là nó móc nguyên cái hàng dài luôn á. Phải hả? Dạ. Sao làm như nó cong cong ngộ hả? Dạ. Chắc hồi đó nó làm sắt công hay sao con ơi. Dạ. Chứ xe mà đụng vô chắc cũng chết bà nữa luôn. Không, con thấy cái dấu mỡ à, dấu vậy cạ hả? Dạ. Chắc vậy quá. Dạ. Nó cạ. Chắc là lúc ông Bảy đi lùm di chai rồi á. Ông Bảy không có thấy. Phải rồi, nó cạ. Thôi ông Bảy nghỉ ngơi đi. Rồi có gì con lâu lâu con ghé vô con thăm. Vậy đấy ha. Dạ. Anh em lâu lâu có ghé tao chơi. Dạ. Thì con cũng có một tí xíu quà con tặng cho ông Bảy nha. Thì Vuông cũng chích ra cái phần quà của cô Thảo Tuyền Giang 200.000 để cho ông Bảy mua những cái thức ăn thức uống qua ngày nha cô chú anh chị. Đây là tiền của cô Thảo Tuyền Giang ông Bảy. Con gửi cho ông Bảy 200 nha. Dạ. Ông Bảy cảm ơn cháu Thảo giúp cho ông Bảy 200.000. Tết này ông Bảy mua ký thịt heo, dạ, với trái cây, với dưa hấu rồi cúng bà già ông Bảy. Dạ. Cảm ơn cháu Thảo quá trời luôn. Dạ. Với cảm ơn Dương nữa. Dạ. Cái này là cô Thảo này cũng lớn rồi. Vậy là 60 mấy rồi đó. Dạ. Thì vậy đó. Dạ. Thì nếu như mà con cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị mạnh thường Vương rất là nhiều đã cùng đồng hành với Vương. Và ngày hôm nay thì Vương tới đây và Vương thăm ông Bảy và giúp đỡ cho ông Bảy cái miếng ăn miếng uống. Và Vương cũng khá là lâu rồi, Vương cũng cả mấy tháng nay rồi Vương mới bước chân vào đây. Nhưng mà cái công viên của ông Bảy thì thay đổi rất là nhiều và rất là đẹp luôn. Đẹp phải không Bảy? Vậy. Dạ. Nhưng mà làm gì làm cũng phải ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Tao năm nay cũng yếu rồi, con nói như vậy cảm ơn con nhiều. Dạ. Chị thôi để bữa nào thì con vẫn vẫn công việc hoặc là con đi đâu ngang qua đây á. Thì con ghé vô con thăm ông Bảy nha. Dạ. Vậy có hai anh em mà chừng nào có không chịu đi ngang đây ghé thăm ông Bảy. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Dán cô lâu chứ. Dạ. Dán cô lâu. Lâu quá rồi không phải ha? 4 năm tháng luôn. Dạ đúng rồi, cũng khá là lâu luôn, mấy tháng trời rồi. Mấy tháng trời. Vua mới ghé vô đây tại vì cái con đường của ông Bảy á, thì nó nghịch đường cái công việc của Vương làm. Tại Vương làm ở trên núi và những cái khu vực bên kia thôi. Còn cái khu vực bên này thì Vương không có đi cô chú anh chị. Thì cũng không có ghé vô thăm ông Bảy. Và bữa đây thì đi mới ghé vô thăm ông Bảy luôn. Một công hai việc luôn cô chú anh chị và quý vị. Và bây giờ thì chắc là Vương xin khép lại cái video luôn. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video tiếp theo nha. Và mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nữa, để Vương có thể là ra những cái video mới nhất cho cô chú anh chị xem nhé. Và bây giờ hẹn gặp lại cô chú anh chị và bye bye ạ. Trời ơi, Vương đi về thì Vương gặp thấy ông Bảy cầm cái cuốc ra làm này cô chú anh chị và quý vị. Trời ơi, thấy là rất đáng thương chưa? Ông Bảy cứ cuốc và cào và ban ra những như thế này này cô chú anh chị và quý vị.
mình thấy là ông Bảy ban ra một cái đống cát bự như thế này luôn, và tất cả mọi kia nữa ông Bảy làm hết luôn cô chú anh chị và quý vị. Ông Bảy rất là giỏi luôn. Và bây giờ thì Quân xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị ạ. À.